đình Palestine ở giải Gaza vẫn giữ chìa khóa của tất cả các ngôi nhà mà họ rời bỏ vì chiến tranh liên tục xảy ra qua nhiều thế hệ, nhưng nó vẫn là hy vọng để họ có niềm tin cho ngày trở về. Từ năm sau, ô tô và taxi mới chạy bằng dầu diesel sẽ không còn được đăng ký tại Singapore. Sợ độ cao nhưng lại trở thành một công nhân lau kính của những tòa nhà chọc trời. Khói, lửa, dày đặc bao trùm bầu trời tại thành phố Melbourne của Australia sau khi một vụ cháy nhà máy lớn bùng phát ngày hôm qua. Các phương tiện truyền thông cho biết nguyên nhân của cột khói là do một vụ nổ hóa chất gây ra. Khoảng 180 lính cứu hỏa và hơn 66 xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường. Các báo cáo nhanh từ chính quyền địa phương cho biết thêm rằng có thể sẽ mất nhiều ngày để dập tắt đám cháy. Đến nay vẫn không có báo cáo thiệt hại về người trong vụ việc. Trung Quốc thông báo bước đi tiếp theo sau khi Liên minh châu Âu EU áp thuế bổ sung đối với xe điện nhập khẩu từ nước này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết bộ này sẽ khởi động điều tra chính thức về rào cản thương mại và đầu tư đối với các quy định liên quan mà EU đã áp dụng trong cuộc điều tra chống trợ cấp đối với các công ty của Trung Quốc. Quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc căng thẳng trong những tháng gần đây sau khi EU áp thuế tạm thời đối với xe ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Chính phủ Cuba bắt đầu áp giá bán lẻ tối đa đối với 6 sản phẩm cơ bản, bao gồm thịt gà băm, dầu ăn, sữa bột, mì ống, xúc xích và bột giặt. Biện pháp trên được tiến hành nhằm duy trì giá cả các sản phẩm thiết yếu ở mức hợp lý và góp phần kiềm chế lạm phát. Theo Bộ Tài chính và Vật giá Cuba, biện pháp trên áp dụng cho tất cả các chủ thể kinh tế tại nước này. Những sản phẩm được áp giá trần trên cũng sẽ được miễn thuế hải quan. Theo dữ liệu chính thức, lạm phát ở Cuba đã tăng hơn 77% vào năm 2021 và kể từ đó dao động từ 30 đến 40% qua các năm. Mưa lớn gây ngập lụt làm hơn 130 người gồm du khách bị mắc kẹt gần biên giới Trung Quốc với Nepal. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, ngày hôm nay đưa tin những người này đã bị mắc kẹt ở Tây Tạng sau khi mưa không ngớt gây ra lở đất lũ lụt ở các tuyến đường bị tắc nghẽn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nhiều đoạn đường cao tốc chính dẫn tới thị trấn Giang Tan xa xôi của Tây Tạng đã bị lũ cuốn trôi hoặc bị tắc nghẽn do lở đất. Truyền thông nhà nước cảnh báo mưa lớn trong khu vực sẽ kéo dài đến ngày mai 11 tháng 7, tạo khó khăn cho công tác cứu hộ. Cũng theo CCTV, ngày hôm nay mưa lớn còn gây lở đất và ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ở thành phố Trùng Khánh, phía tây nam của Trung Quốc. Tại quận Khai Châu, hơn 450 người đã phải di rời khi mực nước từ các nhánh của sông Trường Giang lên cao tới 4 mét. Cục khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa ra cảnh báo vàng, mức cao thứ 3 về lũ lụt tại một loạt các tỉnh miền Trung và Tây Nam. Trung Quốc đang tăng cường gia cố đê bao tại một loạt địa phương nhằm ứng phó với thiên tai trong mùa cao điểm lũ lụt. Trong bối cảnh lượng mưa giảm, việc phân bổ thêm nguồn lực cho các địa phương đang được tiến hành khẩn trương, đề phòng nguy cơ vỡ đê bao khi lũ rút. Từ Trung Quốc, phóng viên Thái Bình thông tin chi tiết. Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên nước đã phân bổ 848 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 119 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Tài chính Trung ương để hỗ trợ 12 tỉnh, thành phố và khu tự trị, gia cố các công trình thủy lợi cũng như cứu trợ thiên tai. Mực nước ở Trung Lưu và Hạ Lưu sông Trường Giang đang rút xuống dưới mức cảnh báo. Còn mực nước ở hồ nước ngọt lớn nhất và nhì Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây và Hồ Nam là Phàn Dương và Hồ Động Đình đang giảm dần sau khi tích lượng nước lớn do các đợt mưa kéo dài từ giữa tháng 6. Mực nước của nhiều trạm ở Trung Lưu và Hạ Lưu sông Trường Giang vẫn tiếp tục rút. Khi nước rút mạnh, nguy cơ vỡ đê là rất lớn. Một số địa phương đã hạ mức cảnh báo lũ lụt. Tuy nhiên, công tác kiểm tra đê kè, điều tra nguy cơ tiềm ẩn vẫn được tăng cường. Chỉ riêng tỉnh Hồ Bắc vẫn còn 1.189 km đê đang đối mặt với mực nước trên mức cảnh báo. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã huy động hơn 50.000 nhân viên kiểm soát lũ để kiểm tra đê điều mỗi ngày. Sau khi hàng sông đoạn đê vỡ ở hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc Động Đình, tỉnh Hồ Nam tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả. Còn cơ quan cứu hỏa và cứu hộ quốc gia Trung Quốc cũng cử hàng trăm nhân viên huy động xe chữa cháy, xe cứu hộ thoát lũ đến tỉnh Hồ Nam để hỗ trợ chính quyền địa phương trong các công tác cứu hộ. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Thưa quý vị, số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở Nepal trong những ngày gần đây đã lên tới 80 người. Giới chức các địa phương lo ngại con số này còn tiếp tục tăng do vẫn còn hàng chục người mất tích.
Hiện cảnh sát đang phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân địa phương để tìm kiếm những người mất tích tại nhiều địa điểm khác nhau. Gần 200 ngôi nhà đã bị nhấn chìm trong nước lũ, khoảng 3.000 hộ gia đình thì đã phải đi lánh nạn đến những địa điểm an toàn hơn. Mưa lớn và lũ lụt đã tàn phá phần phía đông của Nepal. Cơ quan quản lý thảm họa đã phải ban bố cảnh báo lũ quét trên nhiều con sông. Lực lượng Israel hôm nay đã đẩy mạnh hoạt động quân sự ở phía bắc và trung của dải Gaza. Diễn biến mới nhất này diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Israel oanh kích một khu lều trại ở phía nam Gaza, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Người dân cho biết lực lượng Israel đã tiến sâu vào hai khu vực của thành phố Gaza, nơi binh sĩ tiến hành khám xét từng nhà một, trong khi xe tăng nã pháo vào một số ngôi nhà. Phát biểu trước Quốc hội Israel hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đã khiến 60% tay súng của Hamas thiệt mạng hoặc bị thương sau 9 tháng xung đột. Gia đình Palestine ở dải Gaza vẫn giữ chiếc chìa khóa của tất cả các ngôi nhà mà họ buộc phải rời bỏ vì chiến tranh liên tục xảy ra qua nhiều thế hệ. Những chiếc chìa khóa như một cách, một thực thể để người Palestine có thể bám vào, hy vọng về một ngày mai có thể trở lại mái nhà xưa. Ông Hassan Nofan đang giữ chìa khóa của hai ngôi nhà. Một là nhà ông bà ngoại của ông từ năm 1948, nơi ông cho hay gia đình ông đã bị đuổi đi và không bao giờ có thể quay trở lại. Chiếc chìa khóa còn lại là của nhà ông ở phía bắc dải Gaza, nơi gia đình ông phải rời bỏ vào năm ngoái, sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công vào lãnh thổ của người Palestine. Trong gần 9 tháng kể từ thời điểm đó, ông Nofan và gia đình đã 4 lần phải sơ tán, bị đẩy đi khắp dải Gaza để trốn thoát khỏi các cuộc tấn công. Song ông Nofan cho biết ông quyết tâm đảm bảo chiếc chìa khóa nhà ông sẽ không chỉ là vật kỷ niệm như chìa khóa của nhà ông bà. Nếu chìa khóa nhà chỉ còn là ký ức thì tôi không muốn sống nữa. Tôi phải trở về nhà của mình. Tôi muốn ở lại Gaza và định cư ở Gaza cùng các con của tôi trong nhà của chúng tôi. Tôi giữ chìa khóa với hy vọng sẽ trở về nhà và tôi sẽ dùng nó để mở cửa nhà. Bất cứ khi nào nhìn thấy chìa khóa, tôi lại nhớ nhà, vẫn nhìn thấy ngôi nhà của tôi ở đó. Và tôi tiếp tục cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ trở về nhà và sống một cuộc sống như trước đây, an toàn, ổn định và thoải mái. Cuộc tấn công hiện nay của Israel ở dải Gaza đã khiến khoảng 1,9 triệu trong số 2,3 triệu người Palestine phải rời bỏ nhà cửa. Hầu hết đã bị đẩy khỏi nhà nhiều lần, chạy đi chạy lại dọc theo chiều dài dải đất Gaza. Trên đường đi, các gia đình phải vật lộn để không lạc nhau và cố giữ ít tài sản, nhất là chìa khóa nhà và giấy tờ sở hữu nhà. Gần như toàn bộ dân số dải Gaza hiện đang bị dồn vào một khu vực nông thôn cằn cỗi, được gọi là vùng an toàn nhân đạo, rộng khoảng 60 km2 trên bờ Địa Trung Hải. Điều kiện rất tồi tàn, không có hệ thống vệ sinh, các gia đình ở đây ít được tiếp cận với nước uống hoặc viện trợ nhân đạo. Nhiều người ở Gaza lo sợ rằng, giống như những lần giao tranh trước, họ sẽ không được phép trở về nhà sau cuộc xung đột hiện nay, hoặc có trở về thì cũng chỉ thấy hoang tàn. Chiếc chìa khóa này có thể sẽ là một ký ức tồi tệ khi chúng tôi quay trở lại nhà mình và không thấy nhà đâu nữa. Tôi hối hận vì đã rời bỏ nhà ra đi. Lẽ ra tôi nên ở lại và chết trong nhà của mình, còn hơn là sống cuộc sống này. Phía Israel cho biết người Palestine rồi sẽ được phép trở về nhà, nhưng khi nào thì không rõ. Vâng, thưa quý vị, tại Euro năm nay, cổ động viên các đội bóng đều rất chuyên nghiệp và cuồng nhiệt. Nhưng có lẽ cổ động viên Hà Lan được đánh giá là số 1. Hôm qua, một biển người màu cam đã khuấy động không khí ở thành phố Dortmund cả chục tiếng đồng hồ trước giờ diễn ra trận bán kết giữa Anh và Hà Lan. Sau đó là màn diễu hành cùng màn cổ vũ rất chuyên nghiệp, ghi nhận của phóng viên Tiến Dũng, tác nghiệp tại Đức. 6 tiếng trước giờ bóng lăn, hàng chục nghìn cổ động viên Hà Lan đã tập trung ở quảng trường trung tâm. Họ mở tiệc từ sớm, âm nhạc, hát hò và cả pháo màu nữa. Không khí quá tuyệt vời, tôi đoán Hà Lan thắng dễ 5-0. 4 tiếng rưỡi trước giờ trận đấu bắt đầu thì 100.000 cổ động viên Hà Lan bắt đầu tiến về sân Dortmund. Một biển người màu cam mà tôi chưa từng được chứng kiến trước đây. Vâng, và đây là không khí cổ vũ của cổ động viên Hà Lan trong trận đấu. Cực kỳ cuồng nhiệt và rất là chuyên nghiệp. Vụ bàn thắng tuyệt đẹp, hoàn hảo, Hà Lan tiến lên. Với các cổ động viên của đội tuyển Hà Lan thì ngay lúc này đây, các cầu thủ của họ đã là những nhà vô địch rồi. Và có lẽ với các cầu thủ thì các cổ động viên của họ
vô địch cổ động viên ở Euro năm nay. Euro năm nay thì có tới hơn 2,5 triệu cổ động viên tới Đức. Mỗi trận đấu thì lại có tới hàng chục ngàn cổ động viên tới sân. Điều này mang lại cơ hội kiếm tiền lớn cho những người dân nhập cư tại đây. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Cường. Dọc con đường vào sân có rất đông những người bán hàng rong. Họ bán chủ yếu là cờ, áo và khăn cho các cổ động viên. Chỉ 5 euro thôi. Với giá cả phải chăng như vậy, sản phẩm cổ vũ lại đa dạng nữa, nên đa số các cổ động viên đều vui vẻ móc hầu bào. Người mua vui, người bán cũng sướng. Tôi cũng kiếm được kha khá rồi. Euro kéo dài thêm thì tôi biết mấy. Nếu không có khiếu buôn bán thì có thể chuyển sang chơi nhạc hoặc là nhặt ve chai. Tại Đức có một chính sách bảo vệ môi trường rất hay. Mỗi chai có ký hiệu này khi mang ra siêu thị sẽ nhận được 25 sen. 4 chai như thế này là được 1 euro rồi. Và cả mấy tải kia chắc cũng mang lại một khoản kha khá. Vì thế, đội ngũ nhặt ve chai ở Euro cũng tăng đột biến. Cũng vì mưu sinh cả thôi mà. Nhẹ nhàng hơn thì có thể vẽ mặt, vừa tô điểm sắc màu cho trận đấu, vừa có thể kiếm tiền. Mùa Euro đúng là mùa làm ăn của mọi nghề, mọi ngành. Với mỗi một chiếc mặt đầy màu sắc này có giá từ 1 tới 2 euro, vừa tô điểm thêm cho từng trận đấu, vừa hỗ trợ và giúp đỡ cho những người nhập cư đang sinh sống tại Đức. Hoàng Cường, Quang Trung, nhóm phóng viên Đài Truyền Việt Nam từ thành phố Dortmund, Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, kỳ Euro thứ 2 liên tiếp đội tuyển Anh góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại giải. Với các cổ động viên trực tiếp có mặt tại sân Signal Iduna Park thì có thể dễ dàng hình dung ra sự hứng khởi của họ trong suốt cả trận đấu. Nhưng tại nước Anh thì bầu không khí lại khác biệt tương đối nhiều. Tại nước Anh thì dường như không có ai ra đường trong thời điểm trận bán kết diễn ra. Tất cả đều ở trước màn hình và tận hưởng niềm vui chiến thắng mang lại. Những bàn thắng của Harry Kane và Watkins đã mang đến bữa tiệc với cả nước Anh. Họ đã lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở chung kết Euro và có quyền hy vọng rằng kết quả lần này sẽ khác. Niềm vui không thể diễn tả cũng dành cho những cổ động viên Anh may mắn có mặt tại sân vận động của Dortmund. Các cổ động viên này sẽ trở về nhà, nhưng hẳn chưa phải là hôm nay. Trận chung kết tại Berlin sẽ là màn so tài giữa đội bóng có hàng tấn công hay nhất giải, đó là đội tuyển Tây Ban Nha, đối đầu với đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất giải của đội tuyển Anh. Với đội tuyển Tây Ban Nha thì hầu như trận đấu quan trọng nào ở giải đấu năm nay, họ cũng đều gặp vấn đề về mặt lực lượng, và điều đáng nói là nó đến theo những cách không thể ngờ tới. Trong lúc đội tuyển Tây Ban Nha đang tập trung ăn mừng cùng các cổ động viên trên khán đài, sau trận thắng 2-1 trước đội tuyển Pháp thì một khán giả đã bất ngờ lẻn xuống sân và muốn chụp ảnh cùng với Morata và đồng đội. Nhiều nhân viên an ninh đã xuất hiện để ngăn cản khán giả quá khích này. Tuy nhiên một nhân viên trong lúc vội vã đã trượt chân ngã và vô tình đạp vào trúng chân của Morata. Morata tỏ ra khá đau đớn và phải bước đi tập tễnh sau đó. Sự cố này tưởng như không quá nghiêm trọng nhưng sau khi được bác sĩ chẩn đoán thì chấn thương của tiền đạo 31 tuổi này có thể nghiêm trọng hơn dự kiến. Đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha vì thế cũng bỏ ngỏ khả năng chơi trận đấu chung kết của Euro 2024. Thưa quý vị, cảnh sát Malaysia hôm nay đã thông báo vừa phá đường dây buôn người. Các đối tượng trong đường dây này đã lợi dụng những người nước ngoài khuyết tật để làm ăn xin ở Johor. Cảnh sát cho biết phương thức của các đối tượng buôn người là ra nước ngoài chiêu mộ người khuyết tật sang Malaysia để làm ăn xin. Các nạn nhân sau đó được đưa vào Malaysia một cách hợp pháp bằng thị thực du lịch. Trong cuộc đột kích vào đường dây buôn người trên, cảnh sát đã giải cứu được một số người khuyết tật nước ngoài và thu giữ ô tô, tiền mặt. Hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây buôn người này có thể phải đối mặt với mức án từ 5 năm cho đến chung thân. Kể từ năm sau, ô tô và taxi mới chạy bằng dầu diesel sẽ không còn được đăng ký tại Singapore. Đây là nỗ lực của chính phủ Singapore nhằm đưa tất cả các phương tiện giao thông của nước này chạy bằng năng lượng sạch hơn vào năm 2040. Phóng viên Hữu Hưng sẽ thông tin chi tiết từ Singapore. Lệnh cấm sắp tới đối với xe ô tô và taxi mới chạy bằng dầu diesel được đưa ra sớm hơn thời điểm 2030, khi mà tất cả các xe ô tô và taxi mới được quy định phải là mẫu xe chạy bằng năng lượng sạch. Theo cơ quan quản lý đường bộ Singapore, chủ sở hữu ô tô chạy bằng dầu diesel đăng ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ có thể gia hạn giấy chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng xe COE sau thời hạn năm 2025, nhưng sẽ phải chịu mức thuế đường bộ cao hơn. Tính đến tháng 5 năm nay, khoảng 17% trên tổng số xe ô tô ở Singapore là chạy bằng dầu diesel.
Trước đó, thì chính phủ Singapore đã có nhiều biện pháp để khuyến khích chủ sở hữu xe thương mại từ bỏ dầu diesel và chuyển sang nhiên liệu sạch hơn như là giảm phí COE hay là tặng thưởng tiền khi mà chuyển sang xe điện. Theo cơ quan quản lý đường bộ Singapore thì có một ngoại lệ, tức là việc hạn chế đăng ký ô tô mới chạy bằng diesel nói trên ý, thì sẽ không áp dụng với các chương trình nhập khẩu và đăng ký ô tô theo các chương trình xe cổ, tức là xe có độ tuổi trên 35 năm. Hiếu Hưng, thường trú trên Việt Nam tại Singapore. Trung Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế khi mà đóng góp tới gần 50% trong tổng số 3,4 triệu đơn xin cấp bằng sáng chế toàn cầu trong năm 2022. Đây là kết quả của báo cáo do Hiệp hội các công ty dược phẩm công bố mới đây dựa trên nghiên cứu của Đức. Báo cáo nhấn mạnh rằng Trung Quốc đóng góp phần lớn trong sự gia tăng gấp 5 lần tổng số đơn xin cấp bằng sáng chế trong 40 năm qua. Theo các chuyên gia, thì Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống khoa học và đổi mới thể hiện qua sự gia tăng đáng kể số lượng sinh viên cao đẳng hoặc đại học trong nước. Hầu hết các đơn xin cấp bằng sáng chế của Trung Quốc từ năm 2018 đến năm 2022 đều dành cho máy tính, cảm biến, máy móc điện cũng như là công nghệ kỹ thuật số. Trong khi đó, thì nước này cũng thể hiện tham vọng ngày càng gia tăng trong lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học thông qua các đơn xin cấp bằng sáng chế. Thưa quý vị, đây không phải là một quả bí ngô mà là một tác phẩm điêu khắc quy mô lớn mới nhất của nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama trong buổi trình diễn nghệ thuật cộng đồng tại vườn Kensington của London, Anh. Cao 6 mét và có màu vàng tươi với những đốm chấm trang trí, quả bí ngô có kích thước khổng lồ này đã tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp tại vườn Kensington. Du khách có thể ngắm nhìn quả bí ngô từ nhiều góc khác nhau xung quanh công viên. Sự nổi bật của tác phẩm điêu khắc độc đáo này đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách. Nhiều người đã dừng lại chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Bí ngô lần đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm của nữ nghệ sĩ Yayoi Kusama vào năm 1946. Bề mặt của chúng luôn được bao phủ bằng các họa tiết chấm bi đặc trưng của bà. Du khách đang tiếp tục đổ về thành phố Pamplona, Tây Ban Nha, tham gia cuộc chạy đua với bò tót trong lễ hội San Fermin truyền thống hàng năm ở nước này. Trong ngày thứ tư của lễ hội, đoàn người chạy đua với những con bò tót qua những con đường hẹp của khu phố cổ Pamplona với đoạn đường dài gần 1 km. Một người bị thương trong cuộc đua này, tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản được những người tham gia tận hưởng không khí lễ hội. Lễ hội dự kiến diễn ra trong 8 ngày và thu hút khoảng 1 triệu người tham gia. Lễ hội San Fermin ra đời năm 1591 để ngợi ca thần bảo hộ thành phố Pamplona. Lễ hội có từ thời Trung Cổ này chào đón tất cả những người tham gia trên 18 tuổi. Chắc hẳn không ít người cảm thấy căng thẳng, thậm chí là sợ hãi trước nghề nghiệp nguy hiểm của những công nhân lau kính tại những tòa nhà cao tầng. Thế nhưng quý vị nghĩ sao nếu một người làm nghề này mà lại mắc chứng sợ độ cao? Vậy thì hãy tới với Hàn Quốc để gặp gỡ nhân vật đầy nghị lực đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để làm đẹp cho tòa tháp biểu tượng của thủ đô Seoul. Trong gần 30 năm, CEO Seung-ho đã lau cửa sổ của một số tòa nhà cao nhất Hàn Quốc. Đây là một công việc đáng tin cậy và được trả lương cao. Chỉ có một vấn đề, anh ấy sợ độ cao. Mỗi ngày, bắt đầu từ tầng 125 của tòa nhà Lotte World, một trong các tòa nhà cao nhất thế giới, CEO và đội nhân viên vệ sinh của anh ấy sẽ lên một thiết bị đặc biệt có tên là gondola để giữ cho tòa tháp luôn sáng bóng. Lúc đầu tôi không nghĩ mình sẽ làm công việc này vì tôi sợ độ cao. Nhưng tôi gặp khó khăn trong việc kiếm sống và công việc này lại có mức lương tương đối cao so với các nghề khác, nên tôi đã thu hết can đảm để bắt đầu. Thời tiết là biến số lớn nhất đối với công việc của anh CEO và đồng nghiệp. Gió, mưa, tuyết là những thách thức với những nhân viên làm việc ở lưng chừng trời. Công việc của tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gió. Gió thổi từ bên dưới và khi gió mạnh, cái nôi rung chuyển rất bất ngờ. Tôi thực sự rất sợ hãi và tôi bị chảy nước mắt. Bất chấp các khó khăn, anh CEO và các đồng nghiệp cho biết mỗi ngày các anh luôn nỗ lực để tòa nhà được sáng bóng, đem lại một tầm nhìn trong suốt cho khách tham quan tòa nhà cũng như ngắm nhìn cảnh đẹp của thủ đô Seoul. Và ngắm nhìn Seoul từ góc của những người lau kính cũng đem lại cho những người như anh CEO một trải nghiệm đặc biệt. Tôi nghĩ chúng tôi có vinh dự được tận hưởng quang cảnh tráng lệ của Seoul. Công việc này có thể rất khó khăn và nguy hiểm,
nhưng nó mang đến cho chúng tôi quang cảnh tuyệt đẹp này. Điều đó khiến cho chúng tôi cảm thấy được đền đáp. Không chỉ làm cho mình, mà còn làm đẹp cho người, cho đời. Đó cũng là phương châm của anh CEO và đồng nghiệp. Bởi mỗi lần nhìn tòa tháp sáng bóng, những người vượt qua khó khăn, nỗi sợ cá nhân như anh CEO luôn cảm thấy tự hào vì đã góp phần duy trì sự lung linh, tráng lệ của biểu tượng này. Theo thống kê, tòa tháp Lotte World và trung tâm mua sắm bên trong đón gần 50 triệu du khách mỗi năm và đài quan sát trên tầng 123 đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Hàn Quốc.